Trung vệ Đình Trọng. Trọng rất là vinh dự khi có mặt ở đây để nói chuyện cũng như chia sẻ về cái cảm xúc của mình dành cho các em tuổi teen. Mà nghe nói là hiện nay là Trọng đang bị chấn thương nên không tham gia cái chương trình sắp tới được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cái chấn thương mới nhất của em thì chắc em mất phải khoảng đến từ 6 đến 8 tháng ạ. Ôi trời ơi. Đối với em thì em nghĩ là so với cái nỗi sợ chấn thương đấy thì cái nỗi sợ mà không được đá bóng của em nó lớn hơn. Và ngay kể cả bản thân em những cái lúc chấn thương và có những lúc thi đấu không tốt, và cái điểm tựa lớn nhất để em có thể lấy lại tinh thần đó là cái gia đình. Gia đình là cái động lực lớn nhất của em. Đến tuổi này rồi em nghĩ là khi mà em xa bóng đá em cũng chưa biết là em sẽ làm cái gì cả. Theo cái nghiệp bóng đá nó rất là dài rồi và chưa từng nghĩ là sẽ xa nó.